Để bảo đảm an ninh an toàn giao thông được thông suốt, Công an thành phố Hà Nội đã phân luồng thêm một số tuyến đường phục vụ cho các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tới. Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 26 tháng 1, thêm 10 tuyến đường của Hà Nội sẽ được phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội 13 của Đảng, gồm Đặng Thái Mai, Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Thanh Niên, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ. Đồng thời tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên, trừ các phương tiện phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết khắc phục sự cố lưu thông trên một số tuyến đường.